đang lên đông vào vang, một lưng vẫn phải kẹt, mọi người đều phải thích cái lên đô, thức dậy bán sáng là cho khách sạn đang sang, rượu vang của anh rốt vừa tập chơi cơ, ra mặt phố đã xin nhan, tụi anh đã vào ngân hàng, sắp tiền tăng cho tài khoản giống qua giờ, thì anh đến từ Nghệ An, một trong Việt Nam anh có xa bờ, anh đã có những ngày tháng phải 4-3 đi xa nhà trên biển lớn và đại dương sang tìm kho báu. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiêu cùng rap Việt. Mùi đó hung vị, mi sải Nghệ An, 6789, sống bằng tình cảm, những lời chấm biếm không làm mình nản. Giá vàng ảnh kim, bay như đại bang. Mùi đó hung vị, mi sải Nghệ An. Quả như sức mạnh và nghị lực, những cuộc sống đã những khó khăn nghịch cảnh và vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Sao làm cho báo bảy mít dài, hôm nay là tôi được vướng, vướng slay. Nắng lên đông còn vòng vang, một lưng vẫn phải kẹt, mọi người đều phải thích cái ảnh lên đô. Thức dậy bán sáng là cho khách sạn đang sang, rượu vang của anh rốt vừa tập chơi cơ. Ra mặt phố đã xin nhan, tụi anh đã vào ngân hàng, sắp tiền tăng cho tài khoản giống qua giờ. Thì anh đến từ Nghệ An, một trong Việt Nam anh có xa bờ. Anh đã có những ngày tháng phải 4-3 đi xa nhà trên biển lớn và đại dương sang tìm kho báu. Với chi phí là 100/100 anh đã lừa tập hàng năm vào game đánh đo máu. Đốc thuốc về làm nhà và kiếm tiền về băng đại. Ở Slay chính là nơi mà anh đường nấu. Còn thích cái anh chơi và đội ngũ giả đàn ông không để cho kẻ thù lấy được một đồng nào. Anh có rất nhiều bạn, có rất nhiều nàng, có rất nhiều bạn, nhiều cô, nhiều xe. Anh có rất nhiều tiền, có rất nhiều kiện, có các dây chuyền để mang về quê. Anh có rất nhiều đồ, có rất nhiều đồ, có rất nhiều đồ, 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 đồ. Anh có rất nhiều thứ, có rất nhiều chưa, có rất nhiều bạn, nhiều nam, nhiều thứ để anh gửi về một lần nữa. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Sài Gòn về Nghệ An, sau lưng là hành trang. Bút ngay chuyển máy không về xé tàu. Bộ áo quân thời trang, và báo chuyện đôi mang. Làm tàu nhớ đến những tiếng vé sâu. Ngày nắng ngơ cởi lo là tàu ăn nha. Khơi dậy đứa trẻ với mình ghen ghen. Bọn tàu nghèo về lòng tham, nghèo về thời gian. Những sống bằng tình cảm mà còn mang qua. Nhớ đóng nha, anh em mình là Sơn Thanh. Chơi bố trong này, thì Trường Ninh. Anh em mình ơi, tình tao không thích hơn thua. Cười đi chìm chạc hơn xưa. Nếu như sân khấu là sân đầu thì tao nghĩ bản thân ai cũng thích thẳng hơn thua. Đường mắt tao ít khi rơi. Là gió trượt bản bí bói. Có những năm thẳng được quê quả của quê nhà. Mới nổ một đi tiệm mây ơi. Nhưng tao tên là thẳng không thua. Ở đây một anh lấy không thưa. Đâu ăn không thoảng không thưa. Tao cao không nặng không mưa. Nhà mắt tao chắc tay quên câu mày không khổ. Lan giá của ba tao không đen. Nặng lắc không cười quả đỉnh đâu cũng sạt lở. Biết đúng được không có dẫn lên. Câu bóng thanh niên không dịch mình. Câu bóng bị ngã cho dân làng. Câu bóng tổ tiên hay đưa bóng vào bình cạnh. Nên có được chính triển không an toàn. 6789, sống bằng tình cảm. Những lời châm tiếng không làm mình nản. Giá vàng ảnh kín, bay như đại bàng. Chủ đón hùng vĩ, minh sáng Nghệ An. 6789, sống bằng tình cảm. Những lời châm tiếng không làm mình nản. Giá vàng ảnh kín, bay như đại bàng. Chủ đón hùng vĩ, minh sáng Nghệ An. Tân nhân hồ cầu vang, một lần nữa phải kể. Mọi người đều phải thích gành lên đô. Thức dậy bán sáng ở trong khách sạn sang. Đường vang của anh rộp mà nó chơi cơ. Đâu phải thua đã xin nhãn tụi anh đã mọi người nào. Không thể tăng cho tài khoản rồi qua giờ. Anh đến từ Nghệ An, có trong Việt Nam anh rất xa bờ. Anh đã có những ngày tháng phải 4-3 đi xa nhà. Trên biển lớn và lành dân sẽ tìm kho báu. Chỉ ký là 100/100 anh đã lừa cả bằng cách của một game đánh đo máu. Đốc thuốc về làm tạm được cái tiêu với băng đại. Ở Slay chỉ là nơi mà anh nhôm nấu. Còn đó chỉ các anh chơi và đồng ông là đàn ông. Không thể cho kẻ dù lấy đi một đồng nào. Anh có rất nhiều hàng, có nhiều bạn, có rất nhiều nàng, nhiều cổ, nhiều xe. Anh có rất nhiều tiền, có rất nhiều kiện, có các dây chuyền để mang về quê. Có rất nhiều đồ, 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 thư, chư, nè. Ha, để tôi bung đất hồn quê. Hả, hầu như đồn kỳ khốn tê. Hả,
Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Thảo ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel.